Hello, xin mời nhớ mình xem live nha. Ok, như mình nói là em có thể xem qua chiếc nhẫn này được không? Ok, ví dụ như là em có thể xem qua chiếc nhẫn này được không ạ? Ok, thì là can I look at this ring? Ok. Can I look at this ring? Can I look at this ring? Em có thể xem qua chiếc nhẫn này được không chị ha? Can I look at this ring? Ok. Rồi. Chữ này L thì cái chữ K mình sẽ bật cổ ha. Cái mình đáp lại chữ này can I look at this ring? Chữ này chữ I look. Chữ này chữ U thì mình không có chữ môi ha. Chữ L mình gắn vào chữ lua và chữ K mình sẽ bật hơi ra. Look. Chữ O với chữ T chữ E ha. Và mình sẽ liếm cái chữ K và chữ E. Look at. Can I look at this ring? Chữ này chữ Y nè. Cái chữ D mình sẽ đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung ha. There. Và mình gắn chữ E vào this. This. Can I look at this ring? Chữ này chữ Y ha. Cái chữ R mình sẽ chui cái môi ra là rear. Và mình sẽ ngân cái chữ ngờ lên. Ok. Ring. Ring. Ok. Can I look at this ring? Ok. Cho em coi qua chiếc nhẫn này được không chị ha? Ok. Ok. Để em lấy ra cho chị xem. Cho chị xem nhé. Ok, để em lấy ra cho chị xem nhé. Ok. Cái phiên âm này ở trên link bio TikTok có. Các bạn có thể vào trên link bio TikTok á. Các bạn sẽ có cái chỗ rồi các bạn có thể dịch phiên âm ha. Ok. Để em lấy ra cho chị xem nhé. Ok, let me get it out for you. Ok. Let me get it out for you. Để em lấy ra cho chị xem nha. Ok, let me get it out. Get me let it out for you. Ok. Rồi. Let me get it out. Get me let it out for you. Chữ E với chữ T là chữ S ha. Cái chữ L mình gắn vào chữ let ha. Chữ này chữ Y nè. Chữ M mình gắn vào chữ me. Let me get it out for you. Chữ E với chữ T chữ S. Cái chữ G mình gắn vào chữ get. Chữ này chữ Y nè, cái mình đá lựa chữ thành it. Và mình sẽ luyến cái chữ T này vào cái chữ Y thành chữ D tiếng Việt nhẹ nha. Get it out. Chữ này out. Thì cái chữ T á, mình luyến qua chữ out thành chữ D tiếng Việt nhẹ. Thì mình sẽ có hai cái chữ D tiếng Việt nhẹ là get it out. Let me get it out for you. C ngược hai chấm là O hết má ha. Cái chữ F mình gắn vào là for. Và mình sẽ cong lưỡi chữ R for you. Chữ này chữ U thì mình chu môi. Chữ giờ mình gắn vào là you. Ok. Dạ, để em lấy ra cho chị xem nha. Let me get it out for you. Let me get it out. Cái chữ T liên qua chữ Y thành chữ D. Cái chữ T liên qua chữ O thành chữ D tiếng Việt nhẹ. Let me get it out for you. Dạ, để em lấy ra cho chị xem nha. Ok. Dạ. Nhưng mà cỡ của chị là bao nhiêu vậy à? Ok, có nghĩa là cái cỡ tay của chị là bao nhiêu ha? Ok, là what is your size? Ok, rồi mình chỉ cần hỏi gì là được rồi ha? Ok, what is your size? What is your size? Ok, chị cần xem chiếc nhẫn ha, nhưng mà cái người bạn hỏi là cái cỡ tay của chị là bao nhiêu ha? What is your size? Okay. What is your size? What is your size? Rồi. Cái chữ A hai chấm là chữ O ha. Mình gắn với chữ T chữ O. Cái chữ W mình gắn vào chữ what. Chữ này chữ Y mình gắn sau vào là is. Và mình sẽ liên cái chữ T vào chữ Y thành chữ D tiếng Việt nhẹ ha là what is your size? Size. Chữ này chữ U thì mình không có chu môi. Cái chữ giờ mình gắn vào chữ vua và sau đó mình cong lưỡi chữ R your what is your size. Chữ này I
thì mình gắn chữ L với là size, mình gắn dấu là size. Ok, what is your size? Ok, rồi. Ok, cái không có cái bảng, không có cái bảng giá ok ở trên cái vòng cổ này. Ok, ở trên cái vòng cổ này sao mà nó không thấy có bảng giá, nên là không biết bao nhiêu tiền ha. Ok, ở trên cái vòng cổ này sao mà không thấy có ghi có cái bảng giá, nên là chị không biết bao nhiêu tiền ha. Ok, rồi nó there's no cái tem, cái mác giá ha, là price tag. There's no price tag on this necklace, ở trên cái vòng cổ này ha. Ok, okay, necklace. There's no price tag. Là ở đây là nó không có cái bảng tem giá ha, ở trên cái vòng cổ này, on this necklace. Necklace là cái vòng cổ ha. Okay, there's no price tag on this necklace. Okay. Rồi. Or chữ này chữ E nè, cái chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng ép rung. There, và mình cong lưỡi chữ R there. Cái mình gắn dấu there's no. Chữ này O thì mình gắn cái chữ N là no. Cái chữ này chữ Z nhưng mà thường người ta sẽ biến thành chữ S như vậy nói các bạn ha. There's no price tag. Chữ này chữ I, cái chữ R mình sẽ chu cái môi ra là right. Mình gắn cái chữ B vào price, cái mình gắn chữ F là price tag. Chữ này L, và cái chữ T mình bật lưỡi giữa hai răng tag, cái mình gắn cái chữ G tag. Mình đi mua đồ á, và thường ở trên cái quần hay cái áo hay là cái món đồ mình mua á, nó có một cái mạc tem giá, thì nó chính là price tag. There's no price tag on this necklace. Chữ E hai chấm và chữ O ha, mình gắn với chữ N, chữ on là on this necklace. Chữ này chữ Y nè, chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng ấp rung, there, và mình gắn chữ O vào this, ok, necklace. Chữ này chữ E nè, chữ này chữ O, và các bạn thấy cái dấu nhấn bé siêu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nổi ngang, không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. E-O, thì cái chữ N mình gắn vào nè, cái mình khựng cái chữ K vào nè. Mình gắn cái chữ L vào L, necklace. Và mình gắn cái chữ F vào necklace, ok. There's no price tag on this necklace. Cái vòng cổ nó không có cái tem giá. Ok, dạ. Yeah. Rồi cái người bạn nói vậy. Ok, dạ em... Dạ em xin lỗi để em kiểm tra giá cho chị nha. Ok, dạ em xin lỗi để em kiểm tra cái giá của cái món hàng này cho chị nha. Ok, I'm sorry. Dạ, để em kiểm tra ha. I check cái giá cho chị nha. The price for you. Okay. Yeah, I'm sorry. And I check the price for you. Yeah, em, yeah, em xin lỗi, em để em kiểm tra cái giá của cái món hàng này cho chị nha. I'm sorry and I check the price for you. I'm sorry and I check the price for you. I'm sorry and I check the price for you. Okay. I'm sorry. Chữ này I, và mình khép cái hai cái màu là gai chữ M, phải không? Okay. I'm sorry. Okay. C ngược hai chấm là O hợp má. Chữ này chữ Y. Mà các bạn thấy cái dấu nhấn bé siêu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói nghiêng không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. I. Thì cái chữ S nặng mình gắn là so. Cái chữ R mình chưa cái màu là rồi là sorry. Yeah, I'm sorry. Em để em kiểm tra cái giá cho chị nha. I check the price for you. Chữ này I, cái mình đá lưỡi chữ L, I check the price for you. Chữ này chữ E nè, cái
cái chữ chờ mình sẽ tống cái hơi gạt chờ, mình gắn cái tk vào check. Yeah, I check the price for you. Chữ này chữ ơ, chữ đời, mình sẽ đưa lưỡi qua sửa hai răng ép rung. The, nhưng mà bình thường chữ này người ta bỏ vô viên hình chữ v nhá. Price, price for you. Chữ này I, thì cái chữ r mình chưa cái môi gọi là right, mình gắn cái chữ b vào p, p, price, cái mình gắn chữ f là price for you. C ngược hai chấm là o hết má. Chữ f mình gắn là for, mình cong lưỡi chữ r là for you. Chữ này chữ u thì mình chưa cái môi, và chữ giờ mình gắn vào là you. Yeah, okay. Dạ em xin lỗi, để em kiểm tra cái giá này cho chị nhé. I'm sorry and I check the price for you. I'm sorry and I check the price for you. Ok. Thì ok, ví dụ mình nói là cái vòng cổ này nè. Ok, thì nó hơi ngắn. Ok, cái vòng cổ là nó hơi ngắn. Ví dụ như em có một cái vòng cổ nào dài hơn không? Ví dụ vậy, ok. Thì mình nói là this, cái vòng cổ là necklace. Cái cổ là cái neck và cái vòng cổ là necklace, ok. Cái vòng cổ thì nó ví dụ mình nói là nó ngắn ha. Ok. Is short. Ok. Is short. Nhưng mà ví dụ như là hơi ngắn, hơi chỉ hơi ngắn thôi cũng không ngắn lắm, thì mình nói là little short. This necklace is a little short. Ok. Cái vòng cổ này chỉ hơi ngắn thôi. This necklace is a little short. Ok. And this necklace is a little short. Rồi. This necklace is a little short. Cái vòng cổ này nó hơi ngắn thôi. Chữ này chữ y nè. Cái chữ đờ mình sẽ đưa lưỡi qua giữa hai răng mình em rung. Zero. Và. Ok. Như gắn chữ F. This necklace. Chữ này chữ E nè, chữ này chữ Ơ, và các bạn thấy cái dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề, nói nghe không bỏ dấu. Tất cả các em còn lại mình bỏ dấu quyền ha. E-O. Thì cái chữ N mình gắn vào là nè, cái mình khựng cái chữ K vào neck, mình gắn cái chữ L vào necklace, mình gắn chữ F vào necklace. This and this necklace. Chữ này chữ Y mình gắn vào là ears, và mình sẽ liên cái chữ S vào chữ E and this necklace. This necklace. Chữ này chữ ơ, nhưng mà bình thường ta bỏ vô quyền hình chữ ơ ha. This necklace is a little short. Little. Chữ này chữ y nè, chữ này chữ ơ. Mà các bạn thấy cái dấu nhấn bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề, nói nghe không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. E-O. Thì cái chữ L mình gắn vào là chữ lia. Cái chữ T mình sẽ biến thành chữ D, tiếng Việt little, và mình đã lời chữ L little. Little. And this necklace is a little short. This necklace is a little short. C ngược hai chấm là o hợp má, cái mình gắn cái chữ sao nặng vào short, rồi mình cong lưỡi chữ là short, mình gắn cái tiếng vào là short. Okay. This necklace, cái mình liếng vào chữ is the necklaces, cái mình liếng cái chữ z của chữ l luôn. This necklace is a little short. Là cái vòng cổ nó hơi ngắn hay không? This necklace is a little short. Ok. Em có cái vòng cổ nào dài hơn không? Em có vòng cổ nào dài hơn không? Ok. Em có cái vòng cổ nào? Ok. Do you? Ok. Have? Ok. Do you have? Thì các bạn có thể hỏi là do you have another necklace? Thì another necklace các bạn có thể gom lại thành một chữ thôi. Do you have one? Thì nó sẽ thay cho cái là another necklace. Ok, do you have one? Thì mình dùng đại từ mình thay thế ha. Mà, that is longer. Ok, đó. Thay vì mình nói là do you have another necklace? That is longer. Thì mình có thể thay bằng do you have one? Okay, that is longer. Okay, em có cái vòng cổ nào dài hơn không? Do you have? Chữ này chữ U thì mình chu cái môi, cái chữ D mình bật lưỡi. Do. Chữ này chữ U thì mình chu cái môi, chữ D mình gắn vào là you. Do you have? Chữ này A thì chữ H thì mình đưa cái hơi
half và mình gắn chữ vào half, chữ half one dấu mũ với chữ n, chữ n cái chữ w mình gắn vào chữ one. That is longer. Chữ này out, cái chữ d các bạn đưa lưỡi qua giữa hai răng luôn, that, và cái chữ t mình đã là that. Chữ này chữ y mình gắn sẽ là ears, và các bạn có thể luyến cái chữ t qua cái chữ y thành chữ d tiếng Việt nhẹ. That is to have one, that is longer. Chữ a hai chấm là chữ o, gắn với chữ ng là chữ on. Chữ này chữ ơ mà các bạn thấy cái dấu nhấn là bé xíu nó nằm ở đây nè, thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. On thì cái chữ l mình gắn vào long, ok, cái mình gắn vào là r, gắn cái chữ r vào r ha, longer, ok. Chứ các bạn nói longer hay là longer đều được ha. Do you have one that is longer, ok. Cái chữ that là một cái ok, cái câu này đáng lý là hai câu, nhưng mà người ta dùng chữ that, người ta nói hai câu lại thành một cái câu ghép ha. Ok, giống như là chữ who hoặc là chữ which gì đó ha. Do you have one that is longer? Rồi, thay vì nó là do you have another necklace ha, and the necklace is longer, thì người ta nói là do you have one that is longer. Người ta nói hai cái câu đơn lại thành một cái câu ghép. Ok, rồi, ok, rồi, ví dụ như mình hỏi là ok, bạn cứ từ từ, ok, không phải vội, ok, bạn cứ từ từ ha, ok, không phải vội đâu, ok, bạn cứ từ từ, không phải vội, ok, take your time, không phải vội, ok, no rush, ok, thì bạn cứ từ từ thôi, ok, không phải vội đâu ha, ok, ví dụ mình nói là bạn cứ từ từ, không phải vội, take your time, no rush, take your time, no rush, ok, rồi, chữ này a, ok, và chữ t mình vừa gắn t, cái mình gắn together và take your time. Chữ này chữ u thì mình không có chữ mo, cái chữ giờ mình gắn với là your, cái mình cong lưỡi và your time. Chữ này i thì cái chữ t mình bật lưỡi t t time, cái mình khép môi chữ mo time, ok, take your time, ok, rồi, take your time, cứ từ từ ha, no rush, không phải vội đâu, ok, rồi, ok, ví dụ mình nói là em đi mua quà sinh nhật, ok, cho bạn trai, yeah, ok, em đi mua quà sinh nhật cho bạn trai ha, ok, I'm shopping for my sinh nhật của bạn trai nha. My boyfriend. My boyfriend's birthday. Sinh nhật của bạn trai. Okay, right. Yeah, em đi mua quà sinh nhật cho bạn trai. Chị có, không biết là chị có gửi gì không? I'm shopping for my boyfriend. Là bạn trai của em. Sinh nhật của bạn trai á. Thì các bạn để sở hữu cách vào my boyfriend's birthday. Yeah, and I'm shopping for my boyfriend's birthday. Yeah, I'm shopping for my boyfriend's birthday. Ok, không biết là chị có gợi ý cho em gì không. Ok, rồi, chữ này chữ I. Ok, rồi mình gắn cái chữ M và là I. Ok, shopping. E hai chấm là chữ O ha. Chữ này chữ y mà các bạn thấy cái dấu nhấn bé xíu nằm ở đây, thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. O e, thì mình sẽ gắn cái chữ sờ nặng và là
sharp, cái mình gắn chữ B vào p, 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 sharp here, và mình ngâm cái chữ ngon shopping, shopping, yeah, now I'm shopping for my boyfriend's birthday. C ngược hai chấm là o hợp má ha, và mình gắn chữ A là for, cái mình cong lưỡi chữ R là for, my boyfriend's birthday. Chữ này chữ I, cái mình gắn cái chữ M là my boyfriend's. Chữ này I, chữ E với chữ N là chữ N ha. Và các bạn thấy cái dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang còn bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu nguyên ha. Có nghĩa là I am, I am. Và mình gắn cái chữ B vào là boy. Cái mình gắn cái chữ R vào là friend. Và mình gắn chữ A vào là friend, boyfriend. Mình gắn cái T vào là boyfriend. Mình gắn cái Z vào là boyfriends, boyfriends. Ok. Cái chữ Z này thường người ta biến thành chữ S cho dễ nói không? Yeah, and I'm shopping for my boyfriend's birthday. Cái số 3, 2 chấm là chữ ơ nè. Mà nó có cái ngoéo ở đây, có nghĩa tích hợp chữ R sẵn rồi. Chữ này A. Mà các bạn thấy cái dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu nguyên ha. Có nghĩa là R-A. R-A. Thì mình gắn cái chữ B vào là bury. Cái chữ sờ các bạn đưa lưỡi qua giữa hai răng thở hơi là birth. Cái mình gắn cái chữ D vào J là birth, birthday, birthday, yeah. Yeah, and I'm shopping, for my boyfriend's birthday. Em đi mua quà sinh nhật cho bạn trai. I'm shopping, for my boyfriend's birthday. Ok. Không biết là bạn có cái đề nghị nào không ha? Ok, bạn có đề nghị nào không? Okay. Bạn có đề nghị. Do you have? Okay. Do you have any suggestions? Okay. Không biết là bạn có đề nghị hay là gợi ý nào không? Okay. Yeah. And do you have? Okay. Do you have any suggestions? Okay. Chữ này chữ U thì mình chu cái môi và cái chữ D mình bật lời do. Chữ này chữ U thì mình chu cái môi, chữ giờ mình gần bật lời you. Have any suggestions? Chữ này L thì chữ H thì mình đưa hơi ra. Have. Cái mình gắn cái chữ V vào have. Do you have any? Chữ này chữ E nè. Chữ này chữ Y mà các bạn thấy cái dấu nhấn bé xíu là nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu nguyên. E-E. Thì mình gắn cái chữ N là any. Yeah, okay. And do you have any? Cái chữ V thì các bạn phải cho nó dính vào chữ L hả? Do you have any suggestions? Suggestions. Chữ này chữ Ơ nè. Okay, rồi. Chữ này chữ E. Và chữ Ơ với chữ N, chữ N ha. Mà các bạn thấy cái dấu nhấn bé siêu nằm ở đấy. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. O-E-N. Thì cái chữ S mình gắn vào là chữ S. Cái chữ Ch mình gắn vào là chair. Tôi mình gắn chữ A vào chairs. The chairs. Ok. Cái chữ Ch mình gắn vào chairs. The chairs. Mình gắn cái Z vào là the chairs. Ok. And do you have any suggestions? Ok. Nhưng mà cái này là câu hỏi. Ok. Yes, no, ha, cho nên là ok, suggestions. Rồi, các bạn có thể giật ngang lên cũng được, suggestions, ha, ok, rồi. Yeah, and I'm shopping for my boyfriend's birthday, and do you have any suggestions? And I'm shopping for my boyfriend's birthday, and do you have any suggestions? Ok, yeah. Và ví dụ như mình nói là, ok, anh ấy á, ok, anh ấy không có đeo, ok, anh ấy không có đeo cà vạt, đeo cà vạt thường, ok, anh ấy không có đeo cà vạt thường, ok, yeah, hay là anh ấy không có thường đeo cà vạt gì đó, cái sao cũng được, ok, rồi he doesn't wear ties, okay, that often, okay.
Often các bạn để ở đây cũng được, hoặc là bạn để cuối cũng được nha, để sau cũng được, hoặc là bạn để ở giữa, hoặc là bạn để ở cuối. Ok hả? He doesn't wear ties that often. Anh ấy không có mang cà vạt thường. Ok. Hello Bella. Ok. Rồi, chữ này chữ Y nè. Thì cái chữ H thì mình đưa cái hơi ra. He doesn't wear ties that often. Chữ này chữ Ơ nè. Chữ Ơ với chữ NTN nha. Và các bạn thấy cái dấu nhấn bé xíu xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. E-on. Thì á, ok. Là Dill gắn giáp vào là dần. Dill anh nờ tay tay cầm ha. Ok. Rồi. He doesn't wear ties that often. Chữ này chữ E nè. Chữ W á. Ok. Gắn vào là wear cong lưỡi. Chữ R là wear. Ok. Cái này có nghĩa là anh ấy không có thường xuyên đeo cà vạt á ha. Ok. Anh ấy không có thường xuyên đeo cà vạt. Ok. Rồi. Chữ này I thì cái chữ T gắn vào. Ok. Toy. Cái mình gắn chữ Z vào toys. Ok. Toys. Often. A hai chấm là chữ O ha. Chữ O với chữ N, chữ N. Và các bạn thấy cái dấu nhấn bé xíu 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 nằm ở đây. Ok. Rồi. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. On. Gắn chữ A với là often. Ok. And he doesn't wear ties that often. Anh này anh ta không có thường xuyên đeo cà vạt. Ok. Rồi. He doesn't wear ties that often. Ok. Or ok. Thì mình nói là những cái quần này á chị, những cái quần tây á này á. Ok. Rất là thịnh hành. Ok. Những cái quần tây này nó đang rất là thịnh hành hả? These slacks. Ok. Đang rất là thịnh hành. Are very popular. These slacks are very popular. Rồi. Hoặc là các bạn có thể xài on trend cũng được, on trend cũng được, hoặc là xài popular cũng được. Ok. Hả? Rồi. Ok. Rồi. Are chữ này chữ Y nè, cái chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai đáp luôn. The và mình gắn chữ L these slacks. Chữ này L thì cái chữ L mình gắn vào là, cái mình gắn chữ L vào là slack, cái mình gắn chữ L vào slack, cái mình gắn chữ L vào slacks. These slacks are very popular. E2 chấm là chữ O ha. Ok. Cong lưỡi chữ R vào là R. Very, very popular. Chữ này chữ E nè, chữ này chữ Y mà các bạn thấy cái dấu nhấn á, bé xíu 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 nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu ha. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha. Ok. Rồi, có nghĩa là e thì mình gắn cái chữ V là ve, cái chữ R mình chưa cái mơ là re là very. Ok, these last are very popular. Ok. Rồi. Chữ này chữ O nè. Cái chữ này các bạn nói hình chữ yêu chứ dễ nói nha. Chữ này chữ Ơ mà nó có cái ngoéo tích hợp chữ R sẵn rồi mà dấu nhân nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói nghe không bỏ dấu. Tất cả mấy ông còn lại bỏ dấu quyền. R. Thì các bạn gắn hai chữ B vào. Popular. Gắn chữ L vào là popular. These slacks are very popular. Những cái quần tây này nó đang rất là xinh hạn. Ok, these slacks are very popular. Ok. Yeah. These slacks are very popular. Ok. Anh ta ok, anh ấy ok có thể mặc
Ok, mặc anh ấy có thể mặc những cái quần đó đó. Ok, để lên đồn, ok, để lên đồn, để lên đồ đẹp xíu cũng được. Để lên đồ đẹp. Ok. Ok, anh ấy có thể mặc những cái quần đó để lên để mặc lên đồ đẹp xíu cũng được ha. Ok, he can wear them thì có nghĩa là these slacks. Ok, wear có là những cái quần ấy, these slacks. He can wear them to dress up a little. Dress up là mình ăn mặc cho đẹp lên. Ok, ăn mặc đẹp lên một chút. Ok. Yeah, and he can wear them to dress up a little. Okay. Yeah. Chữ này chữ y ha, thì cái chữ h mình đưa cái hơi gọi là he can. Chữ này l thì cái chữ k mình bật cổ. Can, cái mình đáp lại trên là can. Wear them to dress up a little. Chữ này chữ e nè, chữ mình gắn vào chữ wear. Và mình công lưỡi chữ R. Ok. Rồi. Where. Ok. He can wear them to dress up a little. Chữ E với chữ M là chữ em. Chữ D mình đưa lưỡi qua. Ok. Hai răng ép ru. Them. Ok. He can wear them to dress up a little. Chữ này chữ U thì mình chu cái môi. Chữ T bật lưỡi. To dress. Chữ này chữ E nè. Chữ R mình chu cái môi gọi là ra. Gắn cái chữ D vào. Try gắn chữ F address dấu mũ với chữ B chữ up rồi mình liên cái chữ S và chữ A dress up a little chữ này chữ ơ nhưng mà người ta bỏ dấu biên thành chữ ơ ha rồi à, cái phần phiên âm này ở trên link bio TikTok có các bạn có thể trên link bio TikTok á cái nó có cái chỗ để các bạn có dịp phiên âm ha little chữ này chữ Y nè chữ này chữ ơ ha 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 cẩm tú ha mà cái dấu nhân nó nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu tất cả mấy ông còn lại bỏ vô quyền ir chữ l gắn vào lia chữ t biến thành chữ d tiếng việt cực kỳ nhẹ luôn lia đỏ cái đá lưỡi chữ l lia đỏ ok anh ta có thể ăn mặc những cái quần ở đó để mà ăn diện lên một chút cũng được ha có nghĩa là ăn diện dress up là ăn mặc đồ đẹp lên chút a little he can wear them to dress up a little ok yeah and he can wear them to dress up a little hoặc là ăn mặc ở ngày như cái ngày thường cũng được ok hoặc là ok ăn mặc như ngày bình thường cũng được ok yeah and or on a normal casual day Okay, or on a normal casual day. Okay. Cái casual day này là nó có một cái thuật ngữ của riêng nó luôn á. Các bạn có thể lên trên trên mạng search cái casual day là cái ngày gì ha. Okay. Rồi. Or on a normal casual day. C ngược hai chấm là O hấp má và mình công lưỡi chữ là ori. On E hai chấm chữ O gắn với chữ N chữ on or on a normal casual day. Chữ này chữ ơ nhưng bình thường ta bỏ dấu viên thành chữ ơ nha. Normal. Ok. C ngược hai chấm là O hợp má. Chữ này chữ ơ. Mà các bạn thấy cái dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói nghe không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại bỏ dấu viên. O gắn cái chữ N vào no. Công lưỡi chữ R nor. Gắn cái chữ M và là M là normal đá lưỡi chữ lên normal or the number casual day casual chữ này A chữ này chữ U chữ này chữ Ơ mà các bạn thấy cái dấu nhấn nó nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói nghe không bỏ dấu tất cả mấy em còn lại bỏ dấu quyền ha L thì mình bật cái chữ K và K mình gắn cái chữ J vào J casual mình gắn cái chữ Ơ vào casual cái mình đá chữ lên casual casual J chữ này A chữ D bật J yeah
hay ăn mặc như thường ngày cũng được. Or on a normal casual day, or on a normal casual day. Yeah, or on a normal casual day. Yeah, and he can wear there and dress up a little, or on a normal casual day. Mặc đồ đẹp cũng được, mặc ngày thường cũng được. Okay, rồi. Okay, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nha mọi người ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tập luyện chung đến giờ phút này ha. Các bạn có thể xem live ở trên Limited Talk, hoặc là các bạn có thể vào cái group anh gửi mấy cái này các bạn về tập thêm được ha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye. Bye bye nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Bye bye, bye bye. Ok, bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye nha. Ok. Bye bye mọi người.